Xin chào mọi người. Ngày bây giờ là 10 giờ 38 phút sáng. Kể 11 giờ mình có mặt ở văn phòng. Đây là tín hiệu cho anh em. Okay. Con giá 71.000 vừa rồi đã được chốt. 71.000 vừa rồi lên được tới 71.000 vài trăm. Nhưng cái tín hiệu của tối hôm qua cũng giống như cái tín hiệu của bao nhiêu lâu nay. Lúc con giá nó chỉ là 62.000 thôi, 62.000. Mình đã nói về cái vấn đề 70.000, 71.000. 71.000, tại sao con giá 71.000 là con giá quan trọng? Bởi vì vừa rồi như vậy nó phá vỡ một cái khung giá. Nó đã dính dáng vô trong đó 229 ngày vừa rồi. 229 ngày vừa rồi. Và vừa rồi nó được phá vỡ. Nghe. Thì hồi tối trong video tín hiệu vừa rồi mình cũng đã nói, nó cần phá vỡ cái khung giá đó, cái khung giá đó. Nhưng cân nhắc. Bạn đang nằm trong cái sóng gì? Chuẩn bị tới đây cái sóng gì phải trải nghiệm. Có lên thì phải có xuống thì phải có lên. Thì chuẩn bị là cái sóng gì xảy ra kế tiếp, và cái vùng nào là cái vùng nên mua vô để nên bán ra, vùng nào là vùng long, vùng nào là vùng short, vân vân. Thì đó là những cái tín hiệu bên mình cung cấp. Thì chuẩn bị tới đây nha, là vừa rồi như vậy là nhìn trong khung ngày như vậy nó là phá vỡ. Nó phá vỡ như vậy đó thì nó là phá vỡ cái đường chỉ màu đen đó. Cái đường chỉ màu đen đó nó đang nằm ở trong cái hình hài gì vân vân. Đã được chia sẻ lan tỏa mấy chục cái video vừa rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Nghe mấy chục cái video vừa rồi trong khung ngày. Thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Được, ok. Nó ngay bây giờ nếu nó sập tới con giá gì là nó cho bạn cái tín hiệu nó đã hồi lại rồi. Nếu nó sập tới con giá này, ok, thì những thông tin như vậy mình sẽ chia sẻ cho bạn để bạn có thể vô long, vô short, để bạn có thể nhân cái tài khoản của bạn lên. Thì nó là vậy. Ngay bây giờ thời điểm không phải là cơm áo gạo tiền. Ngay bây giờ thời điểm không phải là đem thời gian đi bán cho đồng tiền, làm cho công ty này, công ty nọ, công ty nọ. Đây là thời điểm bác sĩ kỹ sư đang ngồi ở nhà cập nhật tín hiệu của mình để chốt đơn ngay bây giờ. Bác sĩ kỹ sư không phải là Việt Nam này, đúng không? Bác sĩ kỹ sư trên toàn thế giới, nước Mỹ, châu Âu, vân vân, đang ngồi ở nhà. Tại sao mà người ta quăng đi 8 năm ăn học của người ta? Ok, nợ bao nhiêu trăm đô la, đúng không? Bao nhiêu trăm ngàn đô la, nhưng người ta vẫn ngồi ở nhà để người ta không đem đi bán thời gian cho đồng tiền nữa. Người ta ngồi ở nhà để người ta cập nhật tín hiệu với tiền Canami để người ta chốt đơn. Tại sao như vậy? Bởi vì nó dễ hơn, ok. Thì nó là vậy, vừa rồi như vậy. Có con giá 69.000. Có con giá 69.000 là cái con giá nó cần phá vỡ. Và sau đó, ok, sau đó là con giá 70.000, 71.000. Ok. Vừa rồi nó phá vỡ hết ba con giá đó, chuyện gì xảy ra kế tiếp? Những con giá nào là những con giá cao hơn? Ok. Nó có bay lên được tới những con giá đó ngay bây giờ hay không? Hay là nếu nó hồi lại nó vẫn giữ được trên những con giá này thì tiếp tục đi đâu? Thì đó là thông tin mình lan tỏa. Ở đây nó không có chuyện bỡ ngỡ ở đây. Nếu bạn đi sát với tín hiệu của bên mình, chấm hết. Ok. Mình đã nói rồi, bạn bỏ cái bình tôi của bạn đi, tôi biết tất cả mọi thứ, thì cái nền tảng này có thể giúp bạn có được tự do tài chính. Còn cái bình tôi vẫn còn thì nghèo mãi, đói mãi, cơm áo gạo tiền. Mình đã nói rồi. Thì hồi sáng như vậy đó là mình có một cái suy nghĩ nha, và mình chia sẻ cho con của mình, ok, mình chia sẻ cho nó, ok. Mình không biết bạn thì như thế nào, nhưng riêng mình, mình thà tự sát, ok, mình thà tự sát, chứ không bao giờ mình sống cho một cuộc sống trung bình, không bao giờ, nha, trung bình, cái đó mình suy nó cũng giống như là còn ghê gớm hơn là cái chết nữa. Sống một cuộc sống trung bình, sống một cuộc sống cơm áo gạo tiền, sống một cái cuộc sống bình thường, thì mình cái đó là cái nó ghê gớm nhất nữa. Nó ghê gớm nhất. Thì nó là vậy. Thì lúc mà bạn có một cái suy nghĩ như vậy, bạn không có thể sống một cuộc sống bình thường được. Bạn phải sống một cuộc sống tuyệt vời nhất có thể. Nghe, tuyệt vời nhất có thể. Ok, bạn phải có được tất cả những cái thứ mà bạn mong muốn nhất có thể trong cuộc sống này. Thì bạn phải có rõ. Bạn không gọi là sống tầm thường, gọi là cơm áo gạo tiền, cứ ngày 8 tiếng, 10 mấy tiếng đi bán thời gian cho đồng tiền, thì cái đó là nó quá nhàm chán. Ok, và ai cũng thể có làm được những cái thứ thế như vậy. Thì để bạn trở thành những người siêu sao trong cái thị trường này, những người gọi là bạn là cái con người
Ok, lấy được tự do tài chính trong cái dòng họ của bạn thì bạn phải sống cái cuộc sống khác họ. Bạn phải cố gắng nhiều hơn họ, bạn phải siêng năng hơn họ, bạn phải chăm chỉ hơn họ. Bạn phải đẩy bản thân bạn, bởi vì chỉ có bạn mới đẩy được bản thân bạn thôi. Chỉ có bạn mới đẩy được bản thân bạn thôi. Thì nó là vậy. Thì vừa rồi như vậy mình chia sẻ cho con mình. Thì đó là những bài học mình áp dụng cho bản thân mình hàng ngày như vậy. Thì đây mình chia sẻ cho bạn. Cầu mong bạn lấy nó xuống, bạn áp dụng nó như thế nào mình không biết, nhưng riêng cái suy nghĩ của mình á, mình tha mình chết chứ không bao giờ sống một cuộc sống trung bình. Thì nó là vậy. Ok. Và gọi là thì nó là vậy. Ok. Và mình luôn luôn đẩy mình luôn luôn bỏ mình vô cái sự khó khăn nhất có thể. Ok. Bởi vì sao? Gọi là sung sướng ngay bây giờ là khổ sở trong tương lai, mà cố gắng ngay bây giờ thì sẽ sung sướng trong tương lai. Thì nó là vậy. Đó là cái công thức của thế giới. Đẩy mệt đình, đẩy bản thân, đẩy bản thân mỗi ngày như vậy, đẩy về thể lực, đẩy về đầu óc, đẩy về tập trung, đẩy về tài chính, vân vân vân, đẩy tất cả những lĩnh vực. Thì nó là vậy. Xin chào.